Hello mọi người, em Toàn xin chào tất cả mọi người nhé. Một lần nữa thì em Toàn xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả mọi người đã và đang xem video của em Toàn. Chúc các cô, các chú, các anh, các chị ở nhà Việt Nam mình đang bùng phát dịch thì chúc tất cả mọi người là sẽ an toàn và may mắn, không ai bị nhiễm dịch hay là như nào cả. Chúc mọi người, tất cả mọi người có một sức khỏe thật thật tốt và mọi sự may mắn, bình an. Hôm nay em Toàn có một sản phẩm để lên với mọi người đây. Em trầm hương này là của Kutani, thời Edo, rất là đẹp luôn. Họa tuyết vẽ hoa nổi khối. Đấy. Đây các bác xem này. Toàn bộ những cái bông hoa mẫu đơn này là toàn bộ vẽ nổi khối lên, rất là đẹp, bông rất là to. Và có ở hai bên này có hai con lân này. Trên này có một lân vẽ vàng này. Rất là đẹp luôn. Vẽ vàng quá là ok luôn. Đây, đôi ở giữa này có đôi chim uyên ương, rất là đẹp. Thôi em xin phép là em cho các bác xem cái nắp của nó đây. Đấy, các bác xem nó vẽ hoa trà đẹp không? Đây là hoa trà nhé mọi người nhé. Đấy, đây là hoa mẫu đơn này. Cái hoa này là khả năng hoa mẫu đơn này các bác. Rất là đẹp. Đây, kỳ lân. Rất là đẹp luôn, kỳ lân may mắn, kỳ lân bảo vệ gia chủ mọi cái. Đấy, mọi người xem, kỳ lân vẽ vàng, tình trạng lành tít. Con kỳ lân này còn chưa có một chút bạc màu gì luôn các bác ạ. Đấy, các bác thấy đẹp chưa? Men men dạn nhá. Đấy. Đấy. Em cho các bác xem chuyện của nó. Đó, cái chuyện đẹp chưa? Chuyện này là chuyện Kutani thời Edo nhé mọi người nhé. Kutani đời Edo. Rất là đẹp. Rất là sâu tuổi rồi. Đây các bác xem bông hoa này. Bông hoa quá tuyệt vời chưa. Đây đôi chim uyên ương đây. Còn lân. Em thấy là cái này em thấy là khá là tuyệt vời đấy các bạn. Các bác xem này. Chất gốm của nó quá là tuyệt vời luôn. Rất là tuyệt vời. Em để đây em quay cho các bác xem một lượt nữa. Các bác nào mà ai mà ưng ý sản phẩm nào về đồ gốm Nhật của em Toàn. Rất mong quý anh chị và các bác đã liên hệ với em qua số điện thoại Zalo 0962 949 668. Rồi em Toàn kéo sát lại để em Toàn quay cho các bác xem cái họa tiết của nó nhé. Đầu tiên đây, có đôi chim uyên ương này. Em đặc biệt cái này nó rất là đẹp luôn. Cái hoa nó nổi khối lên hết các bác ạ. Hoa nổi khối rất là đẹp luôn. Này, vàng này. Rất là tuyệt vời luôn. Màu quá là tuyệt vời các bác. Em thấy cái này là khá là ưng ý để các bác sưu tầm đấy. Chứ không phải là không đâu. Một em trầm vẽ họa tiết từ thời Edo nổi khối như này không phải là dễ tìm đâu các bác nhé. Cùng là cái dòng này, ví dụ là nó vẽ khác, ví dụ con lân này nó một màu này, con lân trên này cũng một màu hoặc là như nào cái đấy em không nói, nhưng mà riêng em lân này ở bên trên có em lân vẽ vàng rất là tuyệt vời luôn, nó vẽ vàng quá là đẹp luôn, nó là điểm nhấn của chiếc bình ấy mọi người nhé. Đấy. À, mọi người nếu mà ai mà ưng ý chiếc chầm này thì các bác cứ liên hệ với em qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668, em sẽ ship về cho các bác. Thời gian ship về sẽ vào khoảng 14 ngày nha các bác nhé. Em sẽ bao bể vỡ về tận nhà các bác. Thôi em Toàn xin phép là kết thúc video ở đây đây. Mọi người xem video của em mà thấy hay thì mọi người cho em xin một like và một sub like. Thôi em Toàn xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ em Toàn từ trước nay. Em Toàn xin chào mọi người.